Nhằm nâng cao ý thức công tác phòng cháy chữa cháy và công tác phối hợp giữa các lực lượng trong công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn quận, Công an quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2022. Vị trí được chọn diễn tập phương án tại Trường Đại học Y tế Cộng đồng, phù hợp với điều kiện thực tế trên địa bàn, tập trung nhiều trường học, công sở và nằm gần với khu dân cư có mật độ giao thông đông đúc. Buổi diễn tập đã giúp các lực lượng hiểu rõ hơn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn trong công tác tổ chức chữa cháy và cứu nạn. Theo tình huống giả định, khoảng 8 giờ 30 phút, một đám cháy xảy ra tại khu vực nhà labo được chọn làm khu vực khám chữa bệnh của Trường Đại học Y tế Công cộng. Nguyên nhân cháy do chập điện tại phòng khám bệnh tầng 3. Vào thời điểm xảy cháy, trong khu nhà đang có khoảng 500 cán bộ nhân viên và người dân đến thăm khám chữa bệnh. Trong quá trình thoát nạn, có hơn 50 người mắc kẹt tại các tầng nhà. Nhận được tin báo, Công an quận Bắc Từ Liêm cùng sự hỗ trợ của đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 2, Công an thành phố Hà Nội nhanh chóng có mặt cùng Trường Đại học Y tế Công cộng lập lều cứu thương, tiếp nhận hàng chục người mắc kẹt được đưa ra ngoài an toàn. Sau khoảng 20 phút có mặt, hệ thống vòi rồng của hơn 10 xe cứu hỏa chuyên nghiệp tổ chức phun nước với áp suất cao theo thế trận khép kín đã khống chế, dập tắt hoàn toàn vụ cháy. Với cái việc mà thực hành triển khai cầu dây nghiêng này thì hàng ngày chúng tôi đều có cái chương trình kế hoạch, trong tuần, trong tháng thì đều có triển khai các loại hình, các đường dây này để cứu nạn cứu hộ, tìm kiếm những cái vị trí thuận lợi để có thể đưa người bị nạn xuống một cái an toàn nhất. Để cho cái buổi diễn tập phương án lớn này, chúng tôi đã phải chuẩn bị từ đầu tháng 9 cho đến nay và công tác tập luyện cũng rất vất vả. Chúng tôi tập luyện các cái tình huống là giả định cháy ở tại khu vực tầng 3 cứu người. Chúng tôi cũng đã tập luyện các cái đội hình cầu dây nghiêng và phun trực tiếp vào gốc lửa. Với việc chuẩn bị chu đáo, buổi diễn tập đã diễn ra thành công tốt đẹp. Các mũi cứu hỏa đã tiếp cận hiện trường nhanh chóng, vừa dập lửa vừa tìm kiếm nạn nhân, đảm bảo mục tiêu của chương trình diễn tập. Buổi diễn tập đã cung cấp nhiều kiến thức, kỹ năng cho giáo viên, học sinh nhà trường cũng như các bệnh nhân khám chữa bệnh tại đây có thể ứng phó khi có tình huống xấu xảy ra. Công tác cứu nạn cứu hộ, phòng cháy chữa cháy cho lực lượng tại chỗ cũng được nâng cao. Rất hiếm người có trải nghiệm này, vì vậy cho nên các buổi gọi là diễn tập như này cực kỳ quan trọng để nâng cao về cái kiến thức, rồi nâng cao cái thực hành trong cái thực tế xảy ra cháy thì nên phản ứng như thế nào để đảm bảo an toàn tính mạng cho bản thân trước, cho các người xung quanh. Về vấn đề công tác tuyên truyền đối với các trường học trên địa bàn thì trong thời gian tới cũng như là các trước kia thì đơn vị cũng đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân quận là các cái kế hoạch thực hiện tuyên truyền thường xuyên và liên tục, và đặc biệt là đối với các cái trường mầm non cũng như là lực lượng trường tiểu học cơ sở, trung cấp cơ sở. Trường Đại học Y tế Công cộng là nơi tập trung nhiều người. Buổi diễn tập có ý nghĩa rất quan trọng, vừa tuyên truyền phổ biến kiến thức về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ bằng tình huống thực tế, vừa giúp nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm về công tác này cho đội ngũ cán bộ, nhân viên bệnh viện, sinh viên và các lực lượng khác. Bên cạnh đó, kỹ năng phối hợp giữa các lực lượng trong việc sử dụng thành thạo phương tiện chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm cũng được nâng cao.